Trong những ngày qua, khi đề cập đến những hành động có tính cách xâm phạm lãnh hải và chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam đã nêu đích danh Trung Quốc với lời lẽ cứng rắn, không còn dùng từ tàu lạ để ám chỉ tàu Trung Quốc như trước nữa. Cụ thể, trong hai ngày 19 tháng 7 và 25 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi vùng biển Việt Nam, đồng thời gửi công hàm phản đối tới phía Trung Quốc. Từ trung tuần tháng 6 đầu tháng 7 2019 này, Trung Quốc đã điều hàng chục chiếc gồm các tàu hải cảnh có trang bị vũ khí hạng nặng, tàu dân quân biển và tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 ra khu vực Bãi Tư Chính và Bắc Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu Trung Quốc đã quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở lô 6.1 thuộc Bể Nam Côn Sơn, liên doanh giữa Việt Nam với công ty Rosneft của Nga. Hoạt động này của tàu Trung Quốc được coi là mạnh mẽ nhất đối với Việt Nam kể từ sau vụ Bắc Kinh năm 2014 cho điều động giàn khoan HD-981 đến vùng biển Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai quốc gia. Đúng là thái độ lần này của Việt Nam đối với Trung Quốc có vẻ như quyết liệt hơn những lần trước là nhận định của nhà nghiên cứu Biển Đông, Thạc sĩ Đinh Kim Phúc. So với cái năm 2014, cái việc mà giàn khoan HD-981 vào ấy, thì đợt này là cái quan điểm của Việt Nam cứng rắn hơn, nhiều lần trao công hàm để mà phản đối những cái hành động của Trung Quốc. Vì sao Việt Nam trong cái đợt này tương đối là mạnh mẽ, cương quyết, không chịu xúc tàu và bằng mọi cách để đuổi cái tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc ra khỏi cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thì phải nói rằng cái sự o ép của Trung Quốc không chỉ ở trên vùng biển mà trong đất liền, rồi trong cái cán cân thương mại mất cân đối giữa Việt Nam và Trung Quốc, rồi Trung Quốc lại xây dựng căn cứ quân sự ở Campuchia, ở trên đảo Cô Công và ở cảng Philippines, tạo ra nhiều cái mặt trận tứ bề thọ địch đối với Việt Nam. Thì cái an nguy về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về an ninh của Việt Nam bị đe dọa hơn lúc nào hết. Theo giáo sư Carl Taylor thuộc Đại học New South Wales, Australia, lần này Trung Quốc đã gia tăng thêm sức ép về đòi hỏi chủ quyền của nước này đối với Việt Nam sau những lần Việt Nam lùi bước trước kia. Trả lời RFA qua điện thư, giáo sư Carl Taylor cho biết. Điều này chỉ ra rằng Trung Quốc đang chuẩn bị để đẩy những đòi hỏi về chủ quyền trên biển vào khi Việt Nam lùi bước. Việt Nam trước đó đã phải dừng các hoạt động thăm dò dầu khí ở bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và vào tháng 3 năm 2018 ở mỏ Cá Rồng Đỏ. Vào các năm 2017 và 2018, trước sức ép của Trung Quốc, Việt Nam đã phải yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha ngưng việc khoan thăm dò dầu khí ngay trên thềm lục địa của Việt Nam. Những lô dầu khí này cũng nằm trong đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên biển, đòi chủ quyền với cái tên gọi là vùng nước lịch sử, chiếm tới gần 90% diện tích Biển Đông. Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc chín đoạn này vào năm 2016, nhưng Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết đó của tòa. Nhận định về thái độ dường như mạnh mẽ hơn của Việt Nam lần này, Thạc sĩ Đinh Kim Phúc nói. Trước đây khi mà với cái sự đe dọa, tấn áp và làm mạnh của Trung Quốc thì buộc lòng công ty Repsol của Tây Ban Nha đã rút ra khỏi cái khu vực thăm dò. Họ đã khởi kiện Việt Nam phải bồi thường thỏa đáng. Rồi cái việc cái mỏ cá voi xanh mà Mỹ chuẩn bị đầu tư khai thác đó, nếu mà Việt Nam tiếp tục nhân nhượng thì trước nhất là coi như mất chủ quyền và quyền chủ quyền của mình ở trên Biển Đông. Cái thứ hai nữa là cái giá trị kinh tế của những cái hợp đồng mà Việt Nam đã ký kết với nước ngoài. Nếu không được duy trì, không như cam kết, thì những số tiền mà Việt Nam sẽ bỏ ra để bồi thường cho các đối tác là rất lớn. Mà lúc này thì Việt Nam không đủ tài chính để có thể tiếp tục nhân nhượng Trung Quốc trong trên cái vấn đề Biển Đông. Đó là một trong những nguyên nhân mà chính phủ Việt Nam có vẻ là cứng rắn hơn so với những đợt trước đây. Nếu so sánh với vụ giàn khoan HD-981 hồi 2014, phản ứng của Việt Nam lần này tại bãi Tư Chính được cho là tương đối cương quyết hơn một chút theo nhận xét của Thạc sĩ Hoàng Việt, Đại học Luật Sài Gòn. Nó cũng cho thấy một điều là lúc này Trung Quốc họ đã
xâm phạm nghiêm trọng đến cái quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam rồi. Và như vậy thì nó đe dọa Việt Nam rất là lớn. Tôi cũng nghĩ rằng cái lý do lớn nhất là Việt Nam bị dồn cái chân tường và Việt Nam buộc phải phản công lại. Chứ nếu không thì Việt Nam sẽ bị mất hết. Đó là điều quan trọng nhất. Còn ngoài ra thì nó cũng có những cái tác động khác. Chẳng hạn như là cái sự lên tiếng và đồng tình ủng hộ từ một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Không phải ngẫu nhiên mà sau khi Việt Nam lên tiếng thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một cái tuyên bố chính thức về vấn đề này. Và trong đó yêu cầu Trung Quốc là thôi cái việc chấm dứt cái việc mà hung hăng, khiêu khích và bắt nạt các quốc gia trên khu vực Biển Đông. Dưới mắt nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, thái độ đe nẹt, gây hấn thường xuyên của Trung Quốc khiến Việt Nam không còn chọn lựa nào khác mà phải lên tiếng mạnh hơn để bảo vệ quyền lợi của mình. Cái nguồn cơn khiến cho Việt Nam phản ứng với Trung Quốc có vẻ quyết liệt như vậy không phải do Việt Nam bỏ cái thói, tôi gọi là cái thói đu dây chính trị, mà Đảng Anh Trung Quốc đã dồn Đảng Em Việt Nam tới chân tường rồi. Có thể nói suốt từ những năm 2011 khi mà bắt đầu Trung Quốc cho tàu hải giám cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Việt Nam cho tới nay, thì mục đích lớn nhất của Trung Quốc trong tất cả những cái vụ xâm phạm vào vùng biển hải phận của Việt Nam vẫn là vấn đề dầu khí. Trung Quốc nắm là Việt Nam có một cái nguồn tài nguyên dầu khí vẫn còn khá lớn ở khu vực Biển Đông, đặc biệt ở khu vực Bãi Tư Chính, khu vực Mỏ Lan Đỏ và khu vực Mỏ Cái Voi Xanh. Trung Quốc đã nhiều lần gần như yêu cầu một cách bắt buộc Việt Nam phải chia bôi tài sản dầu khí khai thác được với Trung Quốc. Tôi còn nghe nói tức là Trung Quốc yêu cầu cái tỷ lệ chia bôi tới 60% thuộc về phía Trung Quốc và 40% thuộc về phía Việt Nam, y hệt như cái cách mà Trung Quốc đề nghị Philippines. Như vậy thì đó là một cái hành động về mặt thực chất nhìn giống như là một thằng ăn cướp nó nhảy sổ vào nhà người ta và đòi là chủ nhà phải chia tài sản của người ta với nó. Nó không mất gì cả và nó để lại cho người ta một phần coi như ơn huệ. Theo trang Minh Bạch Hàng Hải của Mỹ, đợt quấy nhiễu lần này của Trung Quốc tại Biển Đông động chạm đến bể Nam Côn Sơn, nơi có các lô dầu khí đang khai thác, cung cấp đến 10% nhu cầu điện năng cho cả nước. Thế nhưng, vẫn theo nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, thái độ cứng rắn của Việt Nam vẫn nằm trong công thức đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, mong muốn hai bên đối thoại để tìm được tiếng nói chung và tránh xảy ra chiến tranh cục bộ hoặc chiến tranh toàn diện giữa hai nước trên vùng biển Việt Nam. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì chúng ta cũng chỉ thấy rằng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao lên tiếng, chứ chưa thấy những cái lãnh đạo cấp cao nhất của đảng và nhà nước của Việt Nam lên tiếng. Trong giải quyết vấn đề Biển Đông thì thế giới cũng cần phải được biết, nhân dân cần phải được biết, để mà có thể tạo ra được một cái sức mạnh trong nước, cái lòng dân và cái sức mạnh chính nghĩa của quốc tế đấy, thì mới có thể răn đe, có thể gây sức ép cho Trung Quốc thực thi công ước quốc tế về luật biển của Liên Hợp Quốc mà Trung Quốc là một thành viên. Điều đáng chú ý là căng thẳng lần này giữa Việt Nam với Trung Quốc xảy ra vào khi quan hệ hai quốc gia dường như đang tốt lên kể từ sau vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014. Theo nhận xét của giáo sư Carl Thayer trên trang blog của ông, thì trong năm nay, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc dường như đang hồi phục kể từ sau vụ HD-981 năm 2014. Ví dụ, năm nay, hai nước đã có những trao đổi hữu nghị trên biên giới và cảnh sát biển hai quốc gia đã tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, hai tàu của Hải quân Việt Nam vừa đi dự lễ kỷ niệm 70 năm Hải quân Trung Quốc. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, lại vừa đi thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, vào giữa khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam đang phải đối mặt với các tàu hải cảnh hạng nặng của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Việt Nam nhìn vào đại cục, thăng tiến tình hữu nghị và tăng cường hợp tác nhằm nâng cao quan hệ hai nước. Theo truyền thông trong nước, vấn đề Biển Đông cũng được hai bên nhất trí sẽ được giải quyết trên tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng và nhà nước. Đó là bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, kiềm chế, kiểm soát bất đồng vì đại cục hai nước. Trong các vấn đề tranh chấp Biển Đông, từ năm 2011, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển.
Theo thỏa thuận này, hai bên thống nhất sẽ giải quyết thỏa đáng vấn đề trên Biển Đông phù hợp với lợi ích căn bản và nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Trong khi đó, Bắc Kinh từ trước đến nay vẫn duy trì chính sách nhất quán là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với khu vực Biển Đông và đây là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng sức mạnh của Trung Quốc đối với Việt Nam lần này ở bãi Tư Chính đã khiến Hà Nội bị dồn ép trong chính sách đối với Bắc Kinh. Phải dứt khoát hơn, tại vì tình hình như thế này thì Trung Quốc có thể đẩy tới vấn đề chiến tranh cục bộ với Việt Nam trên Biển Đông. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đồng ý rằng vụ việc bãi Tư Chính cho thấy xu hướng càng ngày càng cứng rắn hơn của Việt Nam trước thái độ có thể gọi là được đằng chân, lân đằng đầu của Trung Quốc. Việt Nam không thể nhún nhường, tại vì nhường đó thì sẽ tạo thành cái tiền lệ và khuyến khích Trung Quốc càng lấn tới và tiếp tục xâm phạm và đe dọa các lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở trên các vùng biển của mình. Trong hai tuần đầu thì Việt Nam giữ im lặng và không có đưa ra các tuyên bố. Nhưng mà hai tuần gần đây thì Việt Nam đã có các cái tuyên bố mạnh mẽ, có các cái hành động mạnh mẽ, kiên quyết ở trên thực địa cũng như là trong các cái hoạt động ngoại giao để mà lên án Trung Quốc. Trong phân tích của chuyên gia Lê Hồng Hiệp, sở dĩ Việt Nam sau hai tuần đã tỏ ra quyết liệt vì có yếu tố quốc tế, nhất là có ý kiến hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối và kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như là các nước khác đã có đóng góp đối với việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, rồi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ cũng đã có các cái phát biểu, vân vân. Hôm 29 tháng 7, bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đề nghị ông chú trọng vấn đề gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông và đưa vào trong các thảo luận tại diễn đàn khu vực ASEAN sẽ diễn ra ở Thái Lan vào ngày 2 tháng 8 tới đây. Đó là sự phối hợp ngoại giao nhất định giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác, trong đó có Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh, giúp Việt Nam tự tin hơn trong các bước đương đầu với Trung Quốc cách này cách khác tại bãi Tư Chính hiện giờ. Ông Lê Hồng Hiệp còn nhắc đến một yếu tố cực kỳ quan trọng khác khiến Hà Nội trở nên cứng cỏi trước một Trung Quốc chuyên bắt nạt mình. Ngoài ra tôi nghĩ rằng là năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trên biển Việt Nam, vậy như là các cái lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư v.v. thì cũng đã được cải thiện trong thời gian qua, và đây là một cái trường hợp cụ thể khi mà Việt Nam cần phải phát huy được các cái sức mạnh của các lực lượng này để mà có thể bảo vệ tốt hơn quyền chủ quyền và quyền tài sản của pháp của mình ở trên biển. Việt Nam thời gian qua đã gia tăng trang bị tàu cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và Nhật Bản.